thành phố Los Angeles này thì khoảng 18 tiếng, hơn 18 tiếng. Phở đặc biệt là 11 đô, nhưng mà nghe nói Sài Gòn thì cũng có những cái tô phở nó cũng cao, nhưng mà nó phải tùy thuộc vào nhiều. Dạ Huy Hồ, xin chào cô bác quý chị. Chắc có lẽ là qua cái thước phim này thì cô bác quý anh chị sẽ thấy cái gương mặt của Bùi Hồ nó có vẻ như gì đó là nó thất thần và thiếu ngủ, đúng không? Dạ, tại vì thì Bùi Hồ mới vừa thực hiện một cái chuyến bay khá là dài từ Việt Nam đến châu Mỹ, và hiện tại thì nơi Bùi Hồ đang đứng có mặt đó là thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California của Mỹ, cô bác quý anh chị. Một cái chuyến hành trình cực kỳ dài từ Việt Nam bay đến thành phố Los Angeles này thì khoảng 18 tiếng, hơn 18 tiếng. Và đây là một cái hành trình dài, cộng thêm lệch múi giờ thì đó là cái nguyên nhân là cô bác quý anh chị cảm thấy Bùi Hồ cái gương mặt đó như là thất thần và thiếu ngủ. Tuy nhiên khi mà đặt chân đến đây á, ở một cái nơi xa xôi so với Việt Nam như thế này, thì việc sáng sớm thức dậy ngắm bình minh và đi vòng vòng để quay cho cô bác quý anh chị, đó là một cái điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ đầu tiên. Và đây là không gian của ngay tại một cái tuyến đường của thành phố Los Angeles thôi cô bác quý chị. Điều đầu tiên bất ngờ đó là Bùi Hồ gặp những cái chiếc xe này nè, nó cứ đậu ở ngoài đường nè, không có ai quậy phá gì hết trơn á. Và ngôi nhà ở ngoài sau đằng này nè cô bác quý chị, các ngôi nhà ở đây thì cắt đều nhỏ nhỏ lắm, cắt không có cao lắm, cắt nhỏ nhỏ xinh xinh nè, cao khoảng chừng tầm 4 mét à. Và bây giờ thì cô bác quý anh chị xem cái hành trình bay Bùi Hồ, để mà có nhiều cô bác quý anh chị sẽ hỏi rằng là vì sao Bùi Hồ qua đây được, rồi đi qua đây nó có dễ không? Thì bây giờ thì Bùi Hồ chia sẻ luôn cái chuyến hành trình bay của Bùi Hồ từ Việt Nam sang Mỹ ha. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ thực hiện chuyến bay đó là từ Việt Nam đến Mỹ. Và một cái chặng bay đầu tiên đó là từ ở Việt Nam đi Bùi Hồ số hóa cảnh ngay tại sân bay Đài Loan, và đây là cái hành trình rất là dài của mình ngay tại nước Mỹ ở bên kia của bán cầu. Các chị cũng đợi xem hành trình của Bùi Hồ ha. Đây là cái hãng máy bay rất nổi tiếng của Đài Loan là EVA. Đi theo Bùi Hồ ha, hành trình này Bùi Hồ đi một mình. Mong là mọi chuyện sẽ đều được suôn sẻ, chia sẻ với cô bác anh chị biết được nhau, và thành phố mà mình đến đó là Los Angeles. Đây là ở bên trong sảnh chờ của sân bay Đài Loan. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào đến một cái cửa để mà ngồi đó tiếp tục và đợi chuyến bay. Hôm nay cũng khá là khuya, đó là 12 giờ khuya các bác chị. Theo giờ địa phương thì Đài Loan lệch so với Việt Nam của mình là một tiếng đồng hồ các bác chị. Và hành lý thì mình hồi cũng đã ký gửi trên chuyến bay đến Los Angeles thì sẽ nhận luôn. Sân bay cũng khá là hiện đại ha. Đây là lần đầu tiên mà hai lúa đi sang châu Mỹ, đó là nước Mỹ ha. Và hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại sảnh chờ của sân bay Đài Loan, đang ngồi đây để mà sạc pin cho cái điện thoại của mình nè. Cũng may là lúc mà Bùi Hồ đi á, có chuẩn bị một cái cốc sạc như thế này. Một cái cốc sạc như thế này thì đầy đủ tất cả các loại chui luôn á cả nhà. Đầy đủ tất cả các loại chui á cô bác anh chị.
bữa hồi đang sạc cái điện thoại để mà tiếp tục cái hành trình của mình ha. Cái này thì rất là tiện lợi luôn ha. Đây là bữa hồi mua trên mạng á, tiện lợi lắm. Bây giờ thì bữa hồi cũng lên một cái chặng bay thứ hai, chặng bay này thì dài hơn. Lần này thì ở Việt Nam thì cũng bây giờ rồi đó, cũng 11 giờ mấy rồi. Và định thời gian bay thì nó khoảng 9 giờ sáng ở Mỹ, đến Mỹ khoảng 9 giờ sáng. Đây là một cái hãng máy bay mà vừa ngồi đi trên suýt các bác anh chị. Chia sẻ hành trình thì các bác anh chị biết luôn ha. Máy bay khoa khá là to. Ladies and gentlemen, welcome aboard. For your comfort and safety, please place your carry-on baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Đến 4 hàng ghế cả nhà. Rất là dài. Và bây giờ thì Bùi Hồ thực hiện một cái chuyến bay thứ hai từ Đài Loan cho đến Los Angeles. Và đây là một cái chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ. Và Bùi Hồ mới vừa làm thủ tục nhập cảnh xong tại sân bay thành phố Los Angeles, cô bác anh chị. Một điều khá là bất ngờ khi mà hải quan họ phỏng vấn rất là nhiều, hỏi Bùi Hồ là ở Việt Nam thì làm cái công việc gì, và qua đây ở đâu, ở nhà người thân hay là ở khách sạn, và đi khi nào về. Có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ đó là khi tại hải quan thì Bùi Hồ đã in sẵn cái vé máy bay khứ hồi nè, rồi địa chỉ nhà của người thân ngay tại Los Angeles. Thì như thế thì nó sẽ tiện hơn cho việc mình nhập cảnh, vì họ biết mình có chuyến bay đi và có chuyến bay về. Thì cũng may mắn là các anh cũng rất là dễ thương, nên thành nữ là bây giờ Bùi Hồ cũng đã làm thủ tục nhập cảnh đến nước Mỹ xong rồi. Công việc tiếp theo đó là sẽ nhận hành lý và sẽ di chuyển đến nhà một người thân ngay tại thành phố Los Angeles ha. Đây là một cái sân bay của Los Angeles này, của bác anh chị, ở tiểu bang California ha. Ở phía sau lưng Bùi Hồ đây là một cái bell để mà nhận hành lý. Tí xíu nữa đây thì sẽ người thân thì đang đón ở ngoài kia rồi. Đây là một cái hành trình khá là dài mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị khi mà lần đầu tiên đặt chân đến bên kia nửa bán cầu, đó là đất nước Mỹ. Và như vậy là Bùi Hồ cũng đã nhận hành lý xong rồi nè cô bác anh chị. Đợi cũng khá là lâu luôn, tại vì sân bay rất là lớn luôn, nhiều cái chuyến bay á, nói chung một cái đường băng truyền á, nên nhận lâu lắm. Nhưng mà hành trình đến Mỹ cũng đã đặt chân đến rồi. Bây giờ cũng mong rằng là cô bác anh chị sẽ theo hành trình tiếp theo Bùi Hồ ngay tại Mỹ hơn. Đây là một chuỗi hành trình khá là dài ngày, và rất mong nước chân của Bùi Hồ sẽ mang cho cô bác anh chị một điều gì đó bổ ích, cũng như là tìm hiểu thêm về đất nước Mỹ, cũng như là người Việt đang sinh sống tại Mỹ ha, và du lịch tại Mỹ luôn nè. Hành lý rất đơn giản bao nhiêu thôi. Bây giờ thì ở Mỹ cũng đã khuya lắm rồi, cũng hơn 11 giờ tối. Lần cuối giờ so với Việt Nam là khoảng 14 tiếng. Bây giờ Bùi Hồ sẽ duy trì. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Los Angeles ở tiểu bang California. Cô bác anh chị phía thấy phía sau lưng của Bùi Hồ đây là cái gì không? Đây là cái cây cây bầu á. Cây bầu nè cô bác anh chị. Nhìn rất là tốt luôn ha. Nhìn ngon ghê á. Ở đây gần nhìn dễ thương lắm nè. Đây là mấy cái trái bầu á. Nhìn dễ thương ghê chưa? Đột bầu nó mơn mởn luôn cô bác anh chị. Vào sáng ngày hôm nay thì cái không khí nó khá là trong lành. Và cô bác anh chị thấy ở cái khu này cái đường khác, đường xá nó sạch không. Thật ra thì Bùi Hồ cũng đi nhiều nước, nhưng mà ở những cái nước nó có văn hóa về hè thì nó hơi bề bộn hơn tí xíu. Nhưng mà ở đây thì qua Mỹ này thì sẽ review cho cô bác anh chị biết. Và Bùi Hồ sẽ sáng nay thì cũng sẽ đi siêu thị ngay tại Los Angeles để mua một số đồ để về nấu cơm trưa ăn. Cô bác anh chị đợi đón là sẽ ăn với món gì ha. Nhiệt độ ở
tiểu bang Cali bây giờ thì nó không có lạnh lắm, không khí mát rất là dễ chịu. Dạ, và thời điểm này là hơn 7 giờ sáng các bác anh chị. Hơn 7 giờ sáng. Người ta ở đây người ta cắt nhà nhỏ nhỏ, cắt nhà kiểu lùng lùng á, những cái ngôi nhà nó rất là thấp nha. Rất là thấp và không gian nhà rất là rộng mát. Kiểu dạng như là giống như nhà vườn của bác anh chị, thấy không? Có một cái hàng rào nè. Rồi có một cái sân vườn. Rồi ngôi nhà nó rất là thấp luôn. Hả? Hình như là đây là cái thùng thư hay sao? Đây là một cái thùng thư á, một điều mà khá là hiếm thấy. Hiện nay thì rất là hiếm thấy ngay tại Việt Nam các bác anh chị. Đây là một cái thùng thư ha. Nhưng mà vẫn còn mấy cái cột điện ở đằng kia nó còn giăng dây kìa. Cái thành phố thì nó đẹp ghê rồi nhưng mà chỉ còn một vài cây ở đây thôi. Nó giăng dây thì mình thấy nó cũng còn chằng chịt thôi. Rồi. Rất là nhiều chú cút. Còn đây là cây chanh ở trước cửa nhà. À. Có những cái thùng thư á, có anh chị thấy không? Thấy ngôi nhà dễ thương ghê không? Này là mobile home. Dạ. Đây là khu này là khu động đất thôi. Dạ. À, Nam Cali này thì giáp với biển nha cô bác anh chị. Đó, nhìn này, nhà nhìn dễ thương không? Lúc nào cũng giống nhau. Nhà thì nó giống nhau, cái mẫu nó giống nhau hết à. Dạ. Mỗi ngôi nhà phải có một cái chiếc xe, mỗi người phải có một cái chiếc xe để di chuyển. Vì vừa hồ biết được rằng là ở đây đi làm cái chỗ làm so với ngôi nhà ở thì cũng khá là xa, mà tốc độ chạy cũng khá là cao của cái gì. Hôm qua thì Bùi Hồ đi từ sân bay đi đến ngay tại cái địa điểm mà Bùi Hồ đang quay cho cô bác của anh chị nè, độ khoảng 70 cây, đi khoảng hơn tiếng. Ở phía bên đây là một cái ngôi chùa, người chùa người Hoa của bác của anh chị. Nhưng mà người ta cắt cũng không có cao lắm. Ở đây là ngay cái thành phố Los Angeles luôn. Có người chị biết là cái tiểu bang California thì nó rất là lớn và rất là nhiều thành phố mà cô bác anh chị cũng từng nghe tên và biết đến. Đó là thành phố Los Angeles nè ha, thành phố San Jose nè ha, thành phố San Francisco nè ha, và còn rất là nhiều thành phố khác mà Bùi Hồ không biết. Thì đó là những cái địa điểm mà Bùi Hồ có thể đi qua và chia sẻ cho cô bác anh chị. Và ngay tại cái tiểu bang California này á, thì cô bác anh chị biết là cái kinh đô điện ảnh của thế giới đó là Hollywood, là nằm ngay tại tiểu bang California là luôn. Và Bùi Hồ sẽ chia sẻ trong những cái hành trình sắp tới. Còn ngày hôm nay thì bay mấy ngày trên cái chuyến bay á, thật ra thì rất là thèm cái món cơm Việt Nam. Bùi Hồ đi đâu cũng không có quên cái hương vị của quê nhà, đặc biệt là ăn cơm với lại canh chua và cá kho. Đi qua đường thôi. Phía sau lưng Bùi Hồ đây là một cái quán phở Philê, quán phở Việt Nam. Người ta nói qua đây thì ăn phở nó mắc lắm, mà người Việt mà bay từ bên kia qua rất là xa. Thưởng thức món phở Việt Nam hiện tại đây như thế nào, chia sẻ cho cô bác quý chị biết luôn ha. Nó có ngon giống như là phở của người Việt Nam nấu ngay tại Việt Nam hay không, hay là nó sẽ chế biến lại khác nữa. Đây mời cô bác quý chị vô đây với Bùi Hồ. Đây phở Việt Nam, Việt Nam rất sâu ạ. Sáng nay chúng chỉ 8 giờ thôi, các người ta cũng đã mở cửa rồi đó. Giờ chị đi đâu cũng thích ăn cái món ở Việt Nam hết đó kìa. Là cái phở Phi Lê Một ở em mình trà nóng. Con muốn gì con? Ở đây có gì chị?
Đó con coi. Bây giờ em kêu phở trước đi ha. Phở đó. Nó tô phở đặc biệt đi. Dạ, số 15 là đầy đủ nha anh. Trời. Số 15 hả? Dạ. Đầy đủ đặc biệt. Đó, số 15 là đầy đủ. Kêu là tô đặc biệt. Phở đặc biệt là 10. Hả? Có bầu viên không? 11 đô. Có ăn cho bầu viên không? Dạ không. Vì ăn một tô phở đó. Thôi cho nó tô nhỏ đặc biệt đi. Đặc biệt bầu viên. Nhưng mà có tô nhỏ hơn không? Tô nãy to rồi. Không, cái đó là nhỏ nhất kìa anh. Ờ hả, còn tô to đâu. Ông bán có 2 size à. 2 size còn size to hơn thì sao? Hả? Đây, size to hơn thì cái tô nó bự hơn. Là nhiêu tiền? Đây này có giá cho bên này nè anh. À. Hỏi tiền chi? Dạ hỏi để biết cho ta biết. Ở đây là size S. Này size S M. Đây khoảng 13 đô. Okay. 13 đâu. Hôm giờ lấy xe nhỏ mà lấy 2 tô. Dạ. Rồi xong đi đặc biệt. Dạ. Không có gì cho giá trụng nha. Cho có trà đá không? Đó, trà đá cà phê luôn anh, đầy đủ. Ờ trà đá nhiêu ly? Đầy đủ. Đây nè anh, có menu nè. À, có menu. Trà đá. Đâu? Trà đá là 129 anh. Đây nè. Đây nè. Ừ, này trà sữa mà. Cà phê sữa đá. Thôi uống cà phê rồi, uống trà đá, trà đá đâu. Trà đá thì có đồng máy anh rồi. Uống trà đá thì đây là đá. Trà đá. Nóng quá, quá. Dưới đây hay gì vậy? Này đá me, đây trà đá đây. Trà đá là đồng rưỡi. Rồi em không có định, không có định thiết vô bill. Ừ. Nhưng mà muốn cho nhiều cho tùy vô anh. Manola Fifty. Thì anh cho. Ở đây là một ly trà đá là một đồng đồng rưỡi nha. Ok rồi, giá gì cho giá trụng nha cô. Một đồng rưỡi là một đồng là 25.000 đi, 25.000 là 30 mấy ngàn. Thôi. Một ly trà đá 30 mấy ngàn. Ngoài uống trà nóng thì nó phi. 30 mấy ngàn một ly trà đá. Khủng khiếp không? Còn cái chục tô phở nha. Quay rồi. Ra quay tô phở. À. Một cái tô phở đặc biệt nha. Tô phở đặc biệt nha. Là size mà nó lớn lớn hơn nha. Size lớn là 14 đô. Ừ. 10 đô là 3 250. 250 thêm 4 đô kia nữa là 100.000 nữa. Ừ. 350. Trời. Kinh khủng không? Kinh khủng, đúng là bồi hồ là hai lúa nha cô bác anh chị. Lúa, có nhà lúa. Này là 350, còn này là coi như là 300. Thôi ăn lần thôi, ăn cho biết, cho cô bác anh chị biết chứ mai mốt về nấu mì gói ăn. Còn nhiều chỗ lắm, dẫn đi ăn nhiều chỗ cho biết. Nhưng mà thật thì cô bác anh chị có chị bồi hồ có chia sẻ nè. Ở mỗi quốc gia nó khác nhau á, thì cái mức thu nhập với lại cái mức chi tiêu nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam thì Bùi Hồ biết là cô bác anh chị biết là khi mà Bùi Hồ đi cùng với các anh á, ở Hồ á, thì là một ngày lương như vậy là chỉ có thờ là chỉ có 350.000 thôi, nhưng mà các anh ăn một dĩa cơm là chỉ có 25.000 thôi. Còn ở Mỹ thì cái mức thu nhập họ cao hơn nên họ chi tiêu nó cao hơn, thì nếu như mà tính về tỷ giá của đồng tiền á thì nó cũng trở lên. Nhưng mà tuy nhiên thì để ăn một cái tô phở 300.000 thì nó cũng, nếu như mà ấy cũng tiếc hồi hụi ha. Ly này là bằng rưỡi. Ly này không có đường nha. Trà đá mà đâu. Không biết là mình nấu theo phương gì, theo phở Bắc hay là phở miền Nam. Dạ. Trà đá không 35.000. Dạ, cảm ơn. Còn ly này 35.000. Và như vậy thì vừa hồi nhận thấy là quán làm khá là nhanh ha. Nhanh lắm. Khoảng 5 phút là có dùng thôi. Và đũa dùng một lần. Từ nổi là ngày trước đó, thì vừa hồi có thử ăn một cái tô phở sân bay review cũng 300.000. Nhưng mà đây còn mắc hơn sân bay nữa. Nhưng mà mình không có so sánh được. Đã quay cho cô bác anh chị biết thì này, cô bác anh chị thương vừa hồi á, thì cho một lượt like, một lượt xem nha. Ở đây nó cho thật nhiều lắm. Ở đây là quá trời. Đây nè, thấy nè cô bác anh chị. Ở một cái tô nó to đùng luôn nha. Không biết là qua màn hình thì như thế nào, nhưng mà cái tô này nó gấp hai cái tô ở Việt Nam rồi. Bồi hồ thì chưa lên Sài Gòn để mà ăn những cái tô phở nó giá tiền nó cao ha. Nhưng mà nghe nói Sài Gòn thì cũng có những cái tô phở nó cũng cao, nhưng mà nó phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố thì là cái tô phở nó như vậy.
nó cũng khá là chất lượng. Và đây là sợi phở nè cả nhà, cô bác anh chị thấy không, đây là sợi phở. Sợi phở nó giống như sợi hủ tiếu á, nó nhỏ. Còn cọng dáng này nó cũng to hơn, giá trụng. Dạ, có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị nè, khi mà nhập cảnh vô á thì mình sẽ không được những đem những cái thực phẩm, ví dụ như là không được đem trái cây. Dạ, thứ nhất là trái cây, thứ hai là thịt heo, thịt gia súc gia cầm á, ví dụ như mà cô bác quý anh chị có người thân ở Mỹ á, thì hoặc là cô bác quý anh chị mà đi du lịch ở Mỹ á, thì mình không đem trái cây vì Mỹ sẽ sợ gần, mình sẽ đem theo cái mầm bệnh, đem theo cái mầm bệnh để mà qua làm ảnh hưởng mùa màng của Mỹ. Và khi mà đem á là phạt 10.000 đô là khoảng 250 triệu á, kinh khủng. Hải quan soi chiếu thấy được khoảng 10.000. Còn thứ hai là mình đem những cái thịt gà, thịt heo thì sẽ bị hải quan Mỹ kiểm duyệt vì sợ đem theo cái mầm bệnh sang đây. Thôi thì nói đi, nói thì nói nhưng mà cũng thưởng thức một cái. Nước phở thì cũng khá là đặc, chất lượng hình ảnh không biết cô bác anh chị xem có rõ hay không, tại vì Bùi Hồ sử dụng quay thiết bị quay Google nhỏ tầm tay cho nó dễ, cho nó tiện để di chuyển một phố. Ở đây nấu phở thì giống như phở Sài Gòn. Nhưng mà cũng ngon rồi. Dạ. Mình ăn lên. Dạ. Nhưng mà vậy là tô phở với lại ly trà đá nè. Mọi ăn đâu hết không? Dạ. 700.000. Ủa? 500.000 kia cả nhà. 70 cứ là 350. Gần 500.000. Chấm. Đó, chấm vào đây một tí xíu. Chưa ngon nè. Dạ. Chưa ngon. Chưa là bỏ ăn nó dễ hiểu rồi. Dạ. Bỏ đây bỏ đại nhưng bạn nữa nó không có anh đó. Ở đây không có giống như mình Việt Nam cùng rớt rồi. Bây giờ mình sạch sẽ ăn cái miếng rớt rồi hả? Nước phở vẫn ngon. Nói chung là nhưng dạ, nhưng mà thật thì nhiều nha cái nhà. Yếu yếu là mình ăn không hết cái tô phở này không? Cái dạng như bạn gì mà review ở trên mạng. Không ngờ ly trà đá ở trên miền luôn. Thôi bây giờ uống trà nóng giống vậy là không có tiền. Thôi nhưng mà kệ review á. Đó biết. Đây là cái phim khá là đặc biệt nha cả nhà. Theo cô bác cái gì? Tại vì á, ở đâu trong tâm thế là một người đi du lịch, mà du lịch ở những cái nước nó phát triển như Mỹ thì chi phí nó phải nhiều. Còn đối với Bùi Hồ là một từng là một giáo viên, việc mà đi du lịch ở những cái nước đó đang phát triển cũng khá là dễ. Tuy nhiên để được sang Mỹ là cũng là một cái duyên rất là lớn đó, đã được sang đây. Cả nhà biết không, cố gắng hết sức rồi, ăn hết hết thôi, tại vì cái tô phở nó đắt quá. Ờ, nên là nữ là mình bỏ miếng thịt thì nó ổn quá. Nè, con có tô phở rồi. Dạ. Thịt luôn còn bỏ ở trên. Dạ, nên là nữ nè cả nhà. Cố gắng là ăn chỉ được 1/3 tô thôi. Còn phần nước lại, cái bình thường thì cái phần nước lèo này á, ngon. Nhưng mà thật thì vừa qua thì lệch múi giờ. Thứ hai là sáng thử nước một cái tô phở hương vị Việt Nam ngay tại đất Mỹ á, là một điều gì đó nó khá là lạ, tại vì bay qua đây 10+ tiếng nha. Thì đối với Bùi Hồ á thì đây là lần đầu tiên đi mà chia sẻ những cái gì theo cảm nhận riêng của Bùi Hồ để cho cô bác anh chị biết thôi. Còn cái gì những gì sơ xuất thì mong cô bác anh chị
thông cảm, vừa có lúa có quê thì cũng chia sẻ cho hay hay, chia sẻ theo góc nhìn của người làm người du lịch tự túc thôi, ở quê mà, nên là nữa mà mong cô bác anh chị sẽ góp ý nhiều hơn ha. À, em hỏi là tại trà đá này là tính tiền là đúng không? Đúng rồi. Và uống bao no? Đúng rồi, bao no. À, nhưng mà trà nóng sao tính tiền? Tại vì ở đây trà nóng với đá lạnh là phi. Tại vì cái tính tiền là tính tiền cái này nha. Tính tiền cái này bán nguyên cái ly vậy là đồng máy thôi. Không phải bán nguyên cái ly, còn cái này thì phi. Vậy mai mốt là nói cho biết mình cho nó review cho bà con. Mai mốt em muốn trà đá. Ôi trà nóng. Có đúng thiệt. Nhưng mà trời nóng quá anh cũng phải uống trà đá à, đúng không? Chị sẽ nổi. Cái này mà được thì cái mà này là không có người già thì cho nó thích trà nóng. Cô á một đêm á cô nóng uống sáng là uống nước nóng nha, người thích uống nước nóng. Uống nước nóng thử đi rồi nó đẩy. Chị ở đâu? Chị ở Sóc Trăng. Ủa? Qua đến đâu? Đồng Tháp, miền Tây. Ờ, chị qua đây lâu chưa? Em ở Đồng Tháp mới qua ngày hôm qua. Mới đi nước vậy không? Đi du lịch thôi. Chắc làm giải lâu không? Mau. Mau ạ. Từ xưa như làm lâu không anh? Dạ. Nhưng mà chị ở huyện nào? Gặp Tộc Hương miền Tây. Ờ, em xuống cái Sóc Trăng nhiều mà. Sóc Trăng đầu anh em xuống nhiều. Cũng gặp Tộc Hương ở miền Tây luôn. Cho anh là Bùi Hồ TV. Dạ. Thật ra là mình nói với Bùi Hồ nói với bạn này á, chia sẻ tại vì ở đất Mỹ ở xa Việt Nam thì á mà gặp người đồng hương thì vui. À, với lại cái tâm thế của người đi du lịch mà đi những cái nước khác thì ít gặp người Việt Nam lắm. Nhưng mà ở cái tiểu bang này thì người Việt nhiều. Không, anh lên xuống Santa Ana người Việt nhiều nữa. Dạ. Cứ Nhật đó mấy anh nó chở nó đi. Lát nữa là chị này không có tính tiền tôi hỏi này luôn. Tính tiền không tính tiền là ngày đó em làm Huy chứ Huy à, lắm, đúng không? Một cái dân quá đó là dân quá tiếp nha, có nghĩa là thường là tiếp khoảng 10%. Ví dụ như là tô phở là 300.000 thì mình sẽ tiếp khoảng 30.000. Dạ, có những cái Bùi Hồ được biết là có những cái chuỗi nhà hàng là nó quy định bắt buộc là tiếp ở trong cái hóa đơn luôn. Tuy nhiên ở đây cái quán phở này là của người Việt thì chị này nói là muốn tiếp bao nhiêu là tiếp, nên thành thử là không có bắt buộc. Nhưng mà ví dụ như mình ăn tô phở 300 mình tiếp 10% nữa là hết 330 là coi như một bữa ăn gần 500.000 một buổi sáng thôi. Buổi sáng là một phần. Một phần còn hai người là khổ 1 triệu. Hai lúa đi thì biết gì để chia sẻ đó. Và ở đây thì cái cộng phở cũng khá là ngon, không có bị nhão lắm. Cộng giá thì nó to đùng, to mà ngắn đủng luôn. Con chữ này cho con quay. Để cho nó quay nó không có gì. Không có gì. Vừa hồi mới vừa đưa $100 thì ở đây là 20, 40, 60, 70. Thôi là $72. Là $28. Hai tô 72 đô là 28. No, cái tô phở này với hai tô phở này là $28. Dạ, thì mỗi tô phở 14. Đây là cái hóa đơn là $28. Đó. Này cô bác anh chị thấy không? Cái hóa đơn của nó này. Hóa đơn là đây nó có suggest tiếp là 15 hay là 18 hay là 20 nè. Thôi thì bây giờ không bỏ vô đây 2 đồng mà. Dạ, bỏ vô 2 đồng, 2 đô đó. 2 đồng. À, mình bỏ vô cho người ta. Thôi còn nhiêu giữ lại đi chợ tiếp để mua một ít rau củ về nhà nấu ăn. Thì mong rằng là cô bác anh chị sẽ đồng hành với Bùi Hồ để mà Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác anh chị biết thêm về một cái đất nước về đất nước Mỹ xứ sở cờ hoa ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở lớp sau.